Đẹp trai nhưng nhạt thì phải làm sao? Chị ơi, đẹp trai nhưng nhạt và không biết tán gái thì phải làm thế nào để có người yêu á? Thì phải đẹp vách cả đái cơ, đẹp vừa vừa không được. Tại vì sao phải đẹp vách cả đái đến cái mức mà kiểu người ta chạy theo mình, người ta tán mình á, thì may ra mình thì là mình có người yêu. Thế nhưng mà như thế nó vẫn chưa vừa lòng em đâu, bởi vì những cái đứa tán em là những cái đứa mà nó thấy em rất là đẹp, nó thích em, chứ chắc em vẫn thích người đấy cơ. Nên cuộc đời nó rất là éo le. Em đừng cậy mình đẹp trai. Còn nếu mà em tự tin là em đẹp trai thì em có thể là em có thể là gửi ảnh cho chị xem để chị check xem. Tại vì là mình thấy mọi người kiểu yêu lắm, mọi người nói mọi người chẳng có căn cứ, chả có bằng chứng gì cả. Mà bây giờ các cụ nói rồi, nói có sách mách có chứng, đúng không? Mình nói thì mình phải có bằng chứng, mình có ảnh yếc các thứ mình gửi cho người ta xem là có đúng thực sự là đẹp trai hay không. Đó rồi cứ chụp ảnh gửi đi, người ta không làm gì, người ta không đăng lên mạng xã hội đâu. Đừng tụt quần rất là được. Khi ông dò vách cả đái rồi thì nói chuyện gì kia? À thì nước lọc không, em nó vẫn là mặn nhá. Cái quần quần là gì vậy? Ấy nhờ là chị lỡ mồm thế chị ạ? Không, chị có lỡ mồm gì đâu, chị đang ấy là người ta dùng cái từ ấy là để gọi là để bù cho cái đoạn mà người ta chưa nghĩ ra từ nào để nói. Chị em nghĩ cái gì vậy trời? Chị ơi, giàu mà ngu nhưng được cái xấu mã thì vẫn có đứa yêu đúng không? Đúng nhận sai cãi cho em cái không? Chị cãi. thì vẫn đúng, không cãi, cái này đúng là đúng thật. Thực ra thì kể cả là các bạn có tệ cỡ nào thì bạn vẫn có thể có khả năng có người yêu thôi. Chỉ là người yêu thì không có đẹp, không có giàu, không giỏi thôi chứ gì đâu. Đúng không? Đúng vậy. Giàu nhưng mà ngu nhưng mà xấu nữa. Thế nói chung là vẫn có người yêu được, chắc có đứa nào đấy nó vẫn sẽ yêu thôi, nhưng mà cái đứa nó không quá xinh, nó thích tiền chẳng hạn đấy. Chị ơi, làm sao để gây sự chú ý với crush ạ? Ngon. Ngon. Nói chung là em chỉ cần có cái sức hút từ ngoại hình này, từ tri thức này, từ gọi là background kiểu dạng là giàu có hay là gì gì đấy. Ví dụ em có cái gì để thu hút người ta ấy, đấy là cái sức hút mà nó lý tưởng nhất. Chứ còn em làm màu làm mè, em làm ố dề lên thì nó hên xui lắm. Làm đúng thì nó không sao, khéo léo thì không sao, ố dề một phát là thôi luôn rồi. Ví dụ như là thôi không nói chuyện cũ của mình. Ví dụ như là các bạn mà gặp một người mà kiểu như là người ta muốn gây sự chú ý với các bạn, mà bữa đầu tiên gặp hay là mấy bữa đầu gặp mà cứ khoe khoang, mà cứ kiểu khoác loác phóng đại lên kiểu dạng muốn gây sự chú ý nhưng mà làm không đúng cách ấy, nó bị ố dề ấy, khó chịu của mẹ được đúng không? Đâu phải là mình cứ phải làm trò con bò hay là mình cứ phải kiểu như là làm cái này làm cái kia để gây sự chú ý đâu. Cái sự chú ý, cái sức hút ấy nó xuất phát từ bản thân các bạn ấy. Các bạn có đẹp hay không, các bạn ngon hay không, các bạn có giàu có giỏi hay không ấy, thì đấy là cái sức hút nhá. Em hơn 17 năm không có người yêu, bị bạn chê ế thì nói gì cho ngầu ạ? Vấn đề là nó nói đúng, nó nói sai thì mình cãi đúng không? Nói đúng thì mình nhận, đúng nhận sai cãi. Cãi cái gì? Mình không có người yêu thì mình cãi cái gì? Nó chê mình ế, nó chê đúng là gì nữa? Em thấy chị cãi không? Chúng nó bảo chị ế vét cả đái thì chị cũng nhận chị ế. Đấy, nó bảo là mẹ bà để ế kiểu như là suốt ngày ngồi nhà livestream nói phép, chả thấy đi chơi gì cả, chả thấy yêu đương gì cả. Thì nó nói đúng thì đúng, nhận sai cãi. Nó nói đúng thì cãi cái gì? Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Thì sao không nên im lặng trong tình yêu? Em với người yêu 6 hôm không nhắn tin thì có nên dừng lại không? Đến hôm thứ 3 là chị nghĩ là mẹ chia tay rồi. Chị không biết là mọi người như nào, nhưng mà đối với chị là cái sự im lặng này nó là một cái cách khẳng định cho cái việc dừng lại. Mình không biết được, mình không biết mọi người như nào, nhưng mà mình rất là nhạy cảm với cái việc im lặng ấy. Ví dụ như là sau tức là hai người mà cãi nhau thì nó còn đỡ, nhưng mà cứ im lặng ấy là mình sẽ tự hiểu là dừng lại rồi, chả ai nói gì nữa, là coi như là dừng lại rồi, là tịt luôn, là thôi luôn ấy, không có nói gì nữa luôn. Nên là không có cái gì mà nó làm cho người ta kiểu cảm thấy nhạt nhòa hơn cái việc im lặng hết. Đúng này, tất cả đều đúng. Ngày thứ hai là chết rồi à? Ngày thứ hai là chết rồi à? Nói chung là không nên im lặng. Đúng. Có những cái lúc mà mình kiểu nhạy cảm đến cái mình kiểu như là mình cảm thấy khó chịu đến cái mức mà ngày đầu tiên thôi, xong ngày đầu tiên thôi mình đã cảm thấy kiểu ngày tức là im lặng ngày đầu tiên thôi đã cảm thấy rất là tồi tệ rồi á. Đó biết tại sao các bạn kiểu im lặng được tới 1 tháng 2 tháng. Các bạn con trai kiểu thường là im lặng được lâu, xong cái lúc quay lại thì cái đoạn đấy là các bạn nữ đã kiểu quên rồi, hoặc đã cảm thấy kiểu trong cái khoảng thời gian im lặng các bạn ấy đã rất là buồn rồi, kiểu tự mình vượt qua được cái giai đoạn đấy rồi thì các bạn nam lại mới bắt đầu kiểu nhớ nhung, các bạn nhắn tin lại như mệt vậy. Nếu mà giận dỗi thì không nói ra thì người bị giận cảm giác khó chịu lắm chị ạ. Thì rõ ràng mình đã bảo là cái kiểu giận dỗi mà không chia sẻ với nhau là cái kiểu mẹ giết chết tình yêu rồi, nói nhiều rồi các bạn không tin đấy chứ. Cứ một đằng thì kiểu như là giận là muốn người kia làm này cái kia nhưng mà không muốn nói, không muốn mình trở thành người đòi hỏi, không muốn yêu cầu này yêu cầu này kia, muốn đối phương tự hiểu. Nhưng mà cái đứa còn lại rất là ngu, chả hiểu cái gì cả. Đấy, xong rồi tự dưng thấy cái đứa kia cứ trái tính như, rồi là đổi tính đổi nết các kiểu, ngang ngược khó chịu ấy. Xong rồi lại bảo là ngày xưa yêu đương thì em hiểu cho anh, em thương anh các thứ, giờ anh em thế này thế nọ. Em khó tính này kia. Xong rồi là hai đứa không hiểu nhau, cãi nhau chửi nhau mệt.
Thế tốt nhất là không mình đừng yêu nữa là được. Vãi cả giờ 10 thằng thì 9 thằng thế chứ ơ, thời gian đầu mặn đồng thôi chứ được dăm 3 tháng chán ngày á. Một là có thể là do em làm người ta chán, hai là có thể là do em quen mấy thằng chat boy. Chứ còn chị thì bây giờ chị tuổi già rồi, chị quen, chị gặp nhiều người già nên là chị thấy người ta cũng bình thường lắm, không đến cái mức đấy. Có cái tuổi trẻ thì người ta sẽ kiểu như là khá là đam mê với những cảm xúc mới, người ta thích cảm xúc mới lạ này, người ta thích sự cuồng nhiệt này, người ta thích cái gì kiểu như là tình yêu cháy bỏng ấy. Đến lúc già rồi thì người ta kiểu sẽ kỳ vọng vào một cái tình yêu nó bình thường thôi. Mình không biết là như thế nào, chắc là cái đợt vừa rồi mình khủng hoảng tuổi 25 hay gì đấy. Mình không biết là có phải khủng hoảng tuổi 25 không hay là nó là cái thay đổi cá nhân của mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ là con người sẽ có một số độ tuổi mà người ta thay đổi cái suy nghĩ ấy, thì mình đã cảm thấy là mình cũng có cái phần thay đổi rồi. Thì mình bắt đầu kiểu như là thích cái sự đơn giản, thích cái sự nhẹ nhàng rồi, mình không còn thích cái cảm giác kiểu gọi là gì nhỉ? Cái kiểu như là cảm giác mới lạ gì nữa. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Người yêu dây dưa với người yêu cũ không biết phải làm sao. Chị ơi, người yêu cũ của bố em tự nhiên bây giờ nhắn tin quan tâm rồi thế này thế nọ, xong rồi em với anh đó cãi nhau có im lặng. Cái bạn người yêu cũ đó nói là ông với bà đó cãi nhau do tôi đúng không? Bố em vẫn nói không. Rồi em với bố em có làm lành xong, em có kêu bố em nói chuyện rõ ràng với bạn đó để giải quyết. Thì sáng bố em có nói chuyện rõ với bạn đó, bạn đó có nói với bố em là thì bây giờ ông cứ quên tôi đi, tôi vẫn đợi ông mà. Oh my god. Lúc em nghe gì em có nói bố em là lóc bạn đó đi, bố em không chịu mà vẫn nói là giải quyết êm đềm rồi lóc thì chết mẹ chưa kịp đọc đôi. Giải quyết êm đềm rồi lóc thì bạn đó nghĩ bố em ghét bạn đó thì sao? Em cũng im rồi không nói gì luôn, mà em cũng là phụ nữ giống bạn đó nên em biết bạn đó nghĩ gì, nên em có khuyên bố em mà bố em nói em quá đáng rồi còn binh bạn đó thì làm như thế nào hả chị? Chị chịu. Ủa gì á? Đại khái là bố em không có muốn dứt khoát với bạn đó. Xấu xa cái gì đâu, các thứ đâu. Với cả quan trọng là em nhìn cái thái độ của bố em như thế nào. Nó mà như thế bây giờ rất mệt đi hả? Chẳng lẽ lại bảo chia tay. Nhưng mà thôi, chắc không đến cái đoạn chia tay đâu. Người ta kiểu bạn đấy không muốn rõ ràng, bạn đấy kiểu như là không muốn bạn kia nghĩ xấu rồi. Đấy, thả mất em còn hơn là người yêu cũ nghĩ xấu đấy. Thì em chắc là em cũng biết rồi là mình ở đâu, mình như thế nào rồi đúng không? Đọc mà mệt luôn, chia tay ở kìa. Cái chat này sao lại sồn sồn lên thế nhở? Bình tĩnh em nào. Thì cái lúc người ta bảo mình chia tay thì lại gắt gỏng. Nắng cũng khuyên bạn ấy chia tay đấy á. Đâu, mình đang phân tích cho bạn đấy xem là tại sao bạn nam đấy lại không muốn lóc bạn nữ kia, không muốn lóc bạn người yêu cũ ấy. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đấy vẫn chưa muốn rõ ràng. Với cả bạn đấy kiểu như là sợ bạn người yêu cũ kia buồn, sợ bạn người yêu cũ kia kiểu suy nghĩ linh tinh. Chứ còn bạn người yêu mới này thì nghĩ gì thì kệ mẹ nó, không cần phải lo đúng không? Mình phải lo cho người cũ chứ, mình phải lo cho ai mà quan trọng với mình chứ, đúng không? Cái gì đấy, em có nói chuyện với bạn người yêu cũ đó thì bố em biết rồi bảo em là tao nói mày không nghe à, mà còn đi nói chuyện với bố cũ tao. Tao không lóc là do tao sợ em buồn, nhưng mà mỗi lần bố em nói chuyện với người ta thì luôn gọi em là con hoặc nó. Mà mỗi lần em nhắc tới bạn người yêu cũ đó thì bố em binh bạn người yêu cũ đó, có khi còn chửi em nữa chị ạ. Em mà nói được những câu đấy mà em vẫn còn yêu được thì mẹ em ngồi đấy chị lại em ba lại luôn. Em ngồi đấy chị lại em ba lại luôn. Em quá đỉnh, em quá giỏi rồi. Em nói ra được như thế, em kiểu như là em kể được câu chuyện như thế. Trong cái lời nói của em là chị đã nhìn thấy là cái sự gọi là bất mãn rồi, là thấy mình là người thiệt thòi trong câu chuyện đấy rồi, thấy nó không ra gì rồi, nhưng mà em vẫn còn yêu nữa thì đấy là lựa chọn của em thôi, chứ không phải là em không phân biệt được đúng sai. Trừ khi là các bạn không phân biệt được đúng sai cơ thì mới nói, đằng đây là các bạn phân biệt rồi nhưng mà các bạn vẫn lựa chọn làm sai á, thì không có ai có thể cứu bạn được hết á. Không ai cứu được cả. Mình ngồi đây là mình để mình chia sẻ, để mình phân tích đúng sai cho bạn nào mà chưa biết. Ví dụ như trong mối quan hệ đấy, các bạn không biết được là người ta đúng hay là ai là người đúng, ai là người sai. Người ta có thương các bạn không, người ta có yêu các bạn thật không, hay là người ta lợi dụng các bạn, hay là người ta chap các bạn hay như thế nào. Thì mình nói đúng nói sai ra để các bạn lựa chọn. Còn đây là biết nó sai rồi vẫn còn đâm đầu vào thì rời cứu nhá. Không ai cứu nổi hết. Không ai cứu nổi em đâu em ạ, đừng hỏi chị nữa. 10 nắng cũng không cứu được em, mà khi 10 nắng cũng không cứu được em.